Alo, có gì không? Lại gần anh một chút đi, lại gần anh một chút đi, lại gần anh một chút để nắm tay em. Lại gần anh một chút đi, lại gần anh một chút để, lại gần anh một chút để nói yêu em. Người ơi hỡi yêu anh được không? Ngày ba bữa em ăn gì cũng được, chờ chi nữa em mới bật giặt. Ngồi bên sông anh hát nhìn mây bay trắng trời, đàn trên tay reo rắt hát ngân nga anh mấy lời. Giấc mơ tôi nặng nề cứ xem như chưa hề, chuyện tình yêu nhân thế tôi mỉm cười như giấc mê. Chiều tôi im nghe nắng đọng mầm trên lá vàng, đường duyên không chung lối sẽ chia đôi ta lỡ làng. Núi sông đầy hiền hòa, bước chân theo sơn hà. Ngồi bên sông anh hát, thôi mơ về gì vắng xưa. Sao mày lạ thế? Có đâu, mày giữ sức khỏe nha. Gì hoài vậy ba? Phố đã lên đèn, con đừng có môi kề môi. Phố đã lên đèn, bên người anh thương anh nhớ anh mong. Có nhạc bên cạnh ai không phiêu, có em bên cạnh yêu không phai. Tình yêu nằm ngang của anh luôn ngàn năm. Phố đã lên đèn, em nhìn trái tim đại dương. Phố đã lên đèn, đi tìm lời ca anh viết chân phương. Mưa rơi chơi vơi còn mơ về em, nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem. Khoảng cách sẽ không xa nếu như ta coi nhau là tất cả. Ủa mà sao gọi hoài vậy ba? Bố thích tao hay gì? Sao mày biết? Anh sẽ mãi đợi chờ, mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt. Xua tan đi giọt nước mắt vẫn vương trên mi nghẹn ngào. Vì anh đã quá yêu em mất rồi, anh không thể sống nếu như thiếu vắng em. Cả cuộc đời anh mãi yêu mình em thôi. Vậy chuyện hôm qua mày nghĩ như thế nào? Đừng có giỡn mày chứ ba. Không, tao đang nghiêm túc đó. Sao hôm qua mày tắt máy vậy? Mày đã có câu trả lời chưa? Qua máy tao nó hết pin. Mà mày hát tiếp đi rồi tính. Và rồi chìm đắm vào nhau thêm thêm một chút, để anh được đến bên em thật lâu. Đợi chờ từng ngày chỉ muốn nói em một điều, điều mà thầm kín mấy lo cho anh công khai được không? Lại gần anh một chút để, lại gần anh một chút để, lại gần anh một chút để nắm tay em. Lại gần anh một chút để, lại gần anh một chút để, lại gần anh một chút để nói yêu em. Người ơi hỡi yêu anh được không? Ngày ba bữa em ăn gì cũng được, chờ chi nữa em mới mình dặn nhau đi về nhà để gặp ba má. Vậy câu trả lời mày là gì? Tao cảm ơn mày vì đã hát cho tao nghe. Và tao cũng rất trân trọng tình cảm này. Nhưng mà thật sự thì ta đã có bạn trai rồi. Ta đã có bạn trai rồi. Xin lỗi mày nha. So lâu mi lại kêu đồ, lâu 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 mi lại.